Xin chào các bạn, Ami rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay. Các bạn thân mến, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 13 được Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đoàn tổ chức. Cuộc thi đã tiếp thêm động lực, khơi dậy tiềm năng, tư duy sáng tạo của tuổi trẻ đất Quảng, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ 13 đã tổ chức lễ trao giải chung cuộc. Cuộc thi năm nay thu hút mô hình, sản phẩm dự thi của các trường từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông trên toàn tỉnh tham gia. Kết quả đã có 241 mô hình sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực, đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có, không nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người, là các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, robot, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển. Nhìn chung, các ý tưởng của các em mang tính sáng tạo mới, có ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Do năm nay là 241 sản phẩm mô hình. Trong đó thì một số địa phương tham gia rất là tích cực, như là thành phố Hội An có 56 sản phẩm tham gia, huyện Thăng Bình có 52 sản phẩm tham gia. Thì một số cái sản phẩm năm nay nổi bật và được ban tổ chức đánh giá cao và có thể ứng dụng vào thực tiễn, ví dụ như trong lĩnh vực phần mềm đi học là có cái sản phẩm tìm hiểu văn hóa lịch sử các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam trên điện thoại thông minh của em học sinh Thái Nguyễn Văn Giang, lớp 81 trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ. Và một cái sản phẩm cũng được ban tổ chức đánh giá cao mang tính thời sự, đó là cái tranh cổ động đẩy lùi Covid của em Nguyễn Tân Thuận, lớp 5B trường tiểu học Duy Châu, Duy Xuyên. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng ngày càng thu hút nhiều học sinh tham gia, khơi dậy được đam mê nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật, giúp các em tự tin hơn trong việc nghiên cứu sáng tạo. So với những ngày đầu cuộc thi được tổ chức, đến nay, các em thí sinh đã biết cách hình thành ý tưởng, hoàn thiện và thực hiện ý tưởng sáng tạo cho một sản phẩm cụ thể. Sản phẩm tham gia cuộc thi ngày càng có tính ứng dụng cao hơn, hàm lượng khoa học công nghệ cũng nhiều hơn. Các sản phẩm đoạt giải đều được hội đồng giám khảo đánh giá cao về tính sáng tạo. Đặc biệt, số lượng các em học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh tham gia cuộc thi tăng dần qua các năm. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng của tỉnh sau 13 năm phát động và tổ chức thực sự đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và đã trở thành truyền thống trong phong trào thi đua sáng tạo khoa học, kỹ thuật của thanh thiếu niên nhi đồng trên toàn tỉnh. Trong những cái năm qua thì nhà trường luôn luôn là khuyến khích các em và bắt đầu là từ cuộc thi cấp trường, sau đó là tổ chức lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Và những cái sản phẩm đó khi mà các em được tham gia thì lúc đầu cái thành tích nó còn khiêm tốn chưa cao, thì nhà trường cũng là khuyến khích là bằng cách là động viên các em là trao giải tại trường, trước trường, rồi sau đó là trưng bày những cái sản phẩm của các em khi các em tham gia cấp tỉnh để cho các em khác trong trường nhìn thấy được những cái thành quả mà các bạn đã được vinh dự tham gia cuộc thi. Và từ đó thì cái phong trào nó ngày càng được nhân rộng mạnh mẽ hơn trong nhà trường. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức cũng lựa chọn những mô hình, sản phẩm tiêu biểu, xuất sắc để trao giải thưởng và gửi tham gia các hội thi, cuộc thi, giải thưởng có liên quan về khoa học và kỹ thuật. Qua đó, tôn vinh những tài năng sáng tạo trẻ có nhiều triển vọng để bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao của tỉnh. Xem các sản phẩm của các em học sinh tham gia cuộc thi, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và có phần khâm phục tác giả của những mô hình dự thi. Bằng trí tưởng tượng phong phú và sức sáng tạo, các em đã biết tận dụng những đồ phế liệu hay các vật liệu tự nhiên sẵn có để chế tạo ra những sản phẩm mẫu mã đẹp mắt và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Khi mà các em có ý tưởng thì nhà trường sẽ cho các em viết cái báo cáo, sau đó thì nhờ các thầy cô là hướng dẫn thêm, rồi sau đó là các em về nhà các em thực hiện trên cái ý tưởng đó, rồi thầy cô tiếp tục là góp ý và hoàn thiện dần dần, và qua các cái buổi góp ý đó thì cái ý tưởng đó dần dần nó được hoàn thiện hơn.
con đã lên ý tưởng này từ năm học trước. Tuy nhiên thì vào năm học thì có rất nhiều cuộc thi, cho nên là con đã để cái ý tưởng này còn dang dở và đến hôm nay thì con mới hoàn thiện nó. Và cái thứ hai là cái khó khăn nhất trong quá trình làm, đó chính là cái việc tìm kiếm tư liệu. Thì con có tìm đọc sách báo và tìm trang các trang tin chính thống của ở trên Internet. Tuy nhiên thì cái số liệu căn bản chính xác của các dân tộc thiểu số Quảng Nam thì nó vẫn chưa có, nên con phải nhờ người lớn xin giúp về số liệu của ban dân tộc tỉnh và tìm đọc và cập nhật vào ứng dụng của mình. Cái ấn tượng sâu đậm nhất mà con khi mà trong quá trình con làm cái ứng dụng đó chính là con đã đọc và tìm hiểu được nhiều cái nét đẹp văn hóa của các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam, và cũng có rất là nhiều điều làm con bất ngờ về những cái tập tục, những cái con người và cái tâm linh của những người dân nơi đây. Đó là điều làm con bất ngờ, và nó cũng nâng cao cái phần kiến thức về các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam trong con và nâng cao cái lòng tự hào quê hương. Và ba mẹ con có làm vườn, nên là ba mẹ có sử dụng những cái phương pháp hiện bình thường của người dân hay dùng, và con thấy là hiệu quả của nó không bằng, nên là con đã lên mạng và tìm hiểu và tìm thấy được cái khả năng của mùi tỏi có thể khống chế được loại ruồi đục quả, nên là con đã nghiên cứu và chế tạo nên sản phẩm. Con có lên mạng và con đã có thể tìm hiểu được là mình có thể dùng tôn để có thể chế tạo nên được sản phẩm, và vì liên quan đến cơ khí nên là con đã nhờ các anh bên cơ khí để có thể hàn và làm giúp con. Còn những bộ phận khác thì con cùng với thầy hướng dẫn của con là thầy Huỳnh Phú Cường để chúng con có thể cùng lắp mạch điện và giúp cho sản phẩm có thể được hoạt động. Để vào được vòng chung khảo và đạt giải cao ở những cuộc thi sáng tạo như thế này, trước tiên đòi hỏi tính sáng tạo từ chính các em học sinh. Sản phẩm sáng tạo phải bám sát với thực tiễn, nhất là những mô hình hướng đến giải pháp khắc phục khó khăn, trở ngại trong đời sống và học tập của các em. Nhiều mô hình, sản phẩm sáng tạo của các em học sinh tham gia dự thi mang tính thực tiễn cao, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong học tập, lao động, sinh hoạt, sản xuất của gia đình và xã hội. Qua đó nâng cao được ý thức trách nhiệm của học sinh đối với xã hội. Từ cái đam mê của con, cái mong muốn được tìm tòi học hỏi những cái mới và qua nghiên cứu thì con thấy ứng dụng này hiện trên tỉnh Quảng Nam và các tỉnh thành khác là vẫn chưa có, nên con đã bắt tay vào làm. Cái thứ hai đó chính là từ cái niềm yêu thích môn lịch sử của con, và đồng thời con cũng muốn các bạn học sinh ở lứa tuổi như con bây giờ thì có thể tìm hiểu được sâu hơn về các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam và nâng cao niềm tự hào quê hương. Ý tưởng của con được hình thành là do là huyện Bắc Trà My thường xuyên xảy ra sạt lở đất và có thiệt hại về tính mạng của con người, nên là từ đó là con lấy cái nó làm ý tưởng hình thành để làm ra cái thiết bị cảnh báo sạt lở đất. Có thể thấy, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đã và đang ngày càng khẳng định vị trí của một sân chơi bổ ích, trí tuệ và khoa học cho thanh thiếu niên nhi đồng, nơi các em học sinh không chỉ thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo mà còn có ý nghĩa nhân văn hơn khi gửi gắm trong mỗi sản phẩm là ước mơ, khát vọng của bản thân. Bên cạnh giải thưởng đạt được, thông qua cuộc thi, các em tự khẳng định mình và truyền cảm hứng đam mê nghiên cứu khoa học cho bạn bè. Thực hiện cái sản phẩm này sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ 2, cho nên là chúng con có khá nhiều là thời gian rảnh để gặp mặt nhau. Ngoài việc mà thứ hai hàng tuần chúng con gặp mặt nhau ở tin trường cùng với thầy giáo chủ nhiệm là thầy Võ Phi Liên, thì chúng con còn có mỗi giờ khi mà kết thúc buổi học thì chúng con có ở lại và tập trung tại nhà của thầy để từ đó mà thực hiện nên ý tưởng của mình. Đồng thời theo với đó thì chúng con còn có thảo luận với nhau về ý tưởng và cũng như cách làm việc ở trên mạng xã hội để từ đó mà làm nên sản phẩm là hệ thống trường gọi thông minh ứng dụng IoT. Lớp em chia thành nhiều nhóm để đưa ra nhiều ý tưởng và sau đó lựa chọn cái ý tưởng tốt nhất. Và ý tưởng của nhóm em là được thầy giáo chủ nhiệm lựa chọn, cho nên là tụi em mang ý tưởng đó đi thi đại diện cho lớp đi thi ạ. Thông qua việc tổ chức cuộc thi đã tạo ra sân chơi lành mạnh, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút được đông đảo các em thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh tham gia. Tại đây, các em có điều kiện được giao lưu, học hỏi các kỹ năng thuyết trình, được rèn luyện tính mạnh dạng, tự tin trong các cuộc thi nói riêng và trong cuộc sống nói chung, phát huy tính sáng tạo trong các em học sinh, làm nền tảng cho hành trình làm chủ đất nước sau này.
Sau đây, chúng ta cùng theo dõi phần trình bày của bạn Thái Nguyễn Văn Giang, lớp 8-1, trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ, về phần mềm tìm hiểu văn hóa lịch sử các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam trên điện thoại thông minh. Hôm nay, em nên đến đề tài đó chính là ứng dụng tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam trên điện thoại thông minh. Về ý tưởng, thì việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam đã và đang được các cấp, các ngành tỉnh Quảng Nam quan tâm và dành nhiều tâm huyết. Trong thời gian vừa qua, có nhiều hoạt động, giải pháp đã được triển khai và đem lại một số kết quả trong công tác bảo tồn. Với em, là một người học trò của quê hương xứ Quảng, ngoài việc học tập, thì em còn đam mê tìm hiểu về văn hóa, lịch sử cũng như con người của các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam và đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào trong việc số hóa các dữ liệu. Với ứng dụng này thì phần nào đồng hành với các cô chú lãnh đạo trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam. Về tính mới của giải pháp thì theo như em tìm hiểu thì hiện nay ứng dụng này ở tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung chưa có ứng dụng. Ứng dụng này chính là một kho thư viện dữ liệu với gần như đầy đủ các thông tin về lịch sử, văn hóa, lễ hội cũng như là con người của các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình tạo ra ứng dụng thì em có ứng dụng công nghệ thông tin vào trong việc số hóa các dữ liệu về dân tộc thiểu số. Giải pháp này nhằm tạo ra một ứng dụng di động để mọi người có thể tiếp cận nó một cách dễ dàng thông qua một chiếc điện thoại thông minh. Đây chính là giao diện của ứng dụng. Giải pháp này đồng thời còn có thể ứng dụng vào các buổi giảng dạy tại nhà trường hoặc các buổi sinh hoạt ngoại khóa, giúp các bạn học sinh có thể tìm hiểu sâu hơn về các dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Nam. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh đã trải qua 13 lần tổ chức, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo thanh thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh tham gia. Cuộc thi không chỉ là sân chơi truyền thống, nơi gieo những mầm non sáng tạo, cho các em nhiều kỹ năng sống và định hướng các em chọn được nghề nghiệp phù hợp khi rời ghế nhà trường các cấp học. Cuộc thi còn là hoạt động dành cho các học sinh đam mê khoa học kỹ thuật, là sân chơi bổ ích, hấp dẫn đối với học sinh. Vì vậy, các nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào sáng tạo để cuộc thi trở thành một sân chơi trí tuệ có sức hút mạnh và sự lan tỏa sâu rộng. Kết quả chung cuộc trao 4 giải nhất, mỗi giải 10 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao 6 giải nhì trị giá 7 triệu đồng một giải, 4 giải ba với tiền thưởng 5 triệu đồng một giải và 14 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng. Tổng giá trị tiền thưởng của cuộc thi trao cho các giải nhất, nhì ba lên đến 130 triệu đồng. Ban tổ chức cuộc thi đã khen thưởng 7 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai cuộc thi lần thứ 13 năm 2020. Ban tổ chức cũng đã phát động cuộc thi lần thứ 14 năm 2021 đến toàn thể các em học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay đến đây xin tạm dừng. An My xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.